một giờ rưỡi hai người khùng ra công viên ngồi. Không, không có nhiều người khùng giống mình luôn. Không, mà ra giờ này ngồi, ý là ngồi phơi nắng gì là nó vừa đó. Tại vì nó nóng quá. Còn đây con mẹ can. Dịch, kiếm dịch lại quay chụp hình. Chụp, em chụp hình chúng dịch chứ mình để lên Facebook để lại. Cứ đây đi. Thì kiếm dịch thì chụp hình chung rồi không có để lên. Trời này ngồi ngoài nắng gì nó chị vừa vừa đó nghe, ngoài ngồi trong mát chắc lạnh gì không nổi đó ha. Đang ngồi nắng nắng đang nóng gì mà nó gió lạnh thế. Có nước trà uống nữa đạo quá. Đi công viên đi bụi. Ngồi coi người ta chạy bo bo. Ngoài bãi biển. Cái này cái vịnh thôi chứ chưa ra biển. Đứng là bao bên kia. Cái biển thì xích kia. Đứng là giờ cái biển thì qua khỏi cầu. Biển là nằm bên kia rồi qua khỏi, cái này vô cái vịnh thôi. Giờ cái cầu rồi qua. Chim. Cái này cũng là nước biển vô á, nó gọi là cái vịnh. Mấy đứa đi tàu giữ sống rồi lên. Mình chạy không được. Kia có nhiều cũng ghê, một đầu tắm màu vàng quá, một băng màu vàng không đó.